Có người đến hỏi tôi, có phải người học Phật các vị đều biết xem phong thủy phải không? Tại sao nơi các vị ở, cư trú đều đẹp như vậy? Cái vấn đề này đưa ra rất hay, cần nên nêu ra. Tôi nói với họ, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng tôi không được phép xem phong thủy. Ở trong Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, Phật đã nói ra rồi, xem tướng, chấm tử vi, đoán quẻ, xem phong thủy đều là điều mà Phật cấm kỵ. Người xuất gia tuyệt đối không xem phong thủy. Tại sao người xuất gia chọn cái địa điểm này lại tốt như vậy? Vừa mới nói rồi, tu hành, tu giới định tuệ tam học, thì chánh báo chuyển y báo, y báo tăng thêm chánh báo, thúc đẩy lẫn nhau. Cho nên địa điểm này sẽ càng ngày càng đẹp, là cái đạo lý như vậy. Người thế gian muốn tìm một cuộc đất có phong thủy tốt, chắc chắn không thể tìm được. Tại sao không tìm được vậy? Tâm bất thiện. Là một thế đất phong thủy rất tốt, họ đến ở mới mấy năm thì phong thủy nơi này đã bị phá hỏng rồi. Ai phá hỏng vậy? Phật đã nói rồi, cảnh chuyển theo tâm. Tâm của bạn bất thiện, đem cuộc đất này phá hỏng đi, quá bất thiện rồi. Nếu như tâm bạn rất thiện, bạn ở cái môi trường này vô cùng không tốt. Sau khi qua mấy năm thì nơi này biến thành vô cùng tốt. Tại sao vậy? Tâm thiện của bạn đem cái phong thủy đó chuyển trở lại. Có cái điển hình này hay không? Có. Vua Đại Thuấn thời cổ đại, ông chính là cái điển hình rất rõ rệt. Khi ông còn trẻ, môi trường mà ông cư trú cực kỳ tồi tệ. Ở trong nhà, cha mẹ đối với ông không tốt, anh em đối với ông không tốt, cuộc sống đó của ông khó sống. Ông duy nhất chân thành tận hiếu. Sau mấy năm đã cảm động hết người trong nhà, cả nhà hòa thuận, hàng xóm láng giềng cảm động, ngay cả quốc vương cũng bị ông cảm động. Quốc vương vào thời đó là vua Nghiêu. Nhân tâm cảm động rồi thì phong thủy cũng sẽ đổi thôi. Đây chẳng phải là chứng minh y báo chuyển theo chánh báo sao? Cho nên Phật dạy chúng ta phải chuyển cảnh giới, không được bị cảnh giới chuyển. Người thế gian ưa thích xem tướng, chấm tử vi, xem phong thủy, đây là bị hoàn cảnh chuyển. Đây là phàm phu, không phải thánh nhân. Thánh nhân có năng lực chuyển hoàn cảnh, không bị chuyển bởi hoàn cảnh. Bất kể là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất, mình thật sự có thể làm chủ được. Sự thù thắng trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc hơn hẳn tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta tin, chúng ta khẳng định. Tại sao có thể tin tưởng khẳng định như vậy? Thế giới Tây Phương không có người ác. Mỗi một người đi giảng sanh đều là học trò tốt của A Di Đà Phật, đều là học trò y giáo phụng hành, vậy mới có thể giảng sanh. Nếu như đối với lời giáo huấn của A Di Đà Phật bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại, loại người này chắc chắn không thể giảng sanh. Khi sắp mạng chung, Phật sẽ không đến tiếp dẫn bạn.
Bạn khởi tâm động niệm tất cả vì người, bạn có thể che giấu người thế gian, nhưng không thể che giấu được Phật Bồ Tát. Nếu như tâm hành của chúng ta bất thiện, khi sắp mạng chung, Phật làm sao có thể đến tiếp dẫn? Việc này chúng ta phải biết. Đạo lý phải hiểu rõ. Nếu như hy vọng trong một đời này thật sự muốn về thế giới Tây Phương, thật sự muốn đi, quyết tâm muốn đi, chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Lời giáo huấn của Phật ở đâu vậy? Chính là ở trong bộ kinh này. Đó chính là điều mà Đại sư Thiện Đạo đã nói. Phật dạy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế ấy. Phật dạy chúng ta không được phép làm, chúng ta nhất định không làm. Chúng ta chỉ nương vào ba kinh Tịnh Độ, hoặc giả là Tịnh Độ ngũ kinh là đủ rồi. Kinh điển không những phải đọc tụng, điều quan trọng hơn là phải lý giải, là phải tin sâu không nghi, là phải tu hành như giáo. Tín tâm nhất định xây dựng được. Làm sao biết nhất định xây dựng được vậy? Trước mắt hiệu quả đã nhìn thấy rồi. Hiệu quả trước mắt chính là hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Trước mắt đã chuyển, đây là sự thật rõ ràng của y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta từ trong cái sự thật này xây dựng tín tâm. Đây đâu phải là mê tín. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Love.